Cái này cao cao để nó không chạm vào đây con lại bị ướt hết người đấy. Rồi. Đi đang hộ tun dưới cây à? Dưới ở góc kia đâu đúng đấy. Đó, đúng rồi. Cái đang rất cần nước. Đây phải có nước mới sống được con ạ. Đúng rồi, đi xuống đây nữa. Rồi con sang bên này đi, con quay sang bên này. Đúng rồi. Đúng rồi. Để cao một tí con ạ. Chúng ta sẽ quay cái kia trong góc kia nhá. Sao bên kia cứ quay ok con. Bên kia nữa. À, phải có biết quần áo không? Thôi. Chúng ta sẽ đi lùi lại nhá. Lùi phía mẹ hiền. Đi lùi lại. Để không thì sẽ bị ướt mất. Đừng có tới ra đây ướt quần áo nhá. Đi người trước đây con, người cho mẹ hiền đấy. Tiếp tục. Đi về cho mẹ hiền nào. Rồi. Đứng đi nhá. Đi quay lại khi quay rớt cái quần áo ở xong nhá. Ướt chân là mai một chân đi đắp luôn nhá. Mai cho hai bộ con đi mà đắp cho nhé. Được chưa? Thấy chân đấy. Yeah.